chào quý vị. Đôi khi trong kinh doanh không nhất thiết phải nghĩ ra một mô hình mới, mà chúng ta chỉ cần sắp xếp chuyên nghiệp hơn, khoa học hơn mô hình kinh doanh truyền thống cũng có thể tạo ra thành công. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu điều đó thông qua câu chuyện khởi nghiệp của một khách mời trong chương trình hôm nay. Bánh mì Má Hải là một startup hoạt động trong lĩnh vực bán bánh mì chả cá. Sau gần 5 năm hoạt động, startup này hiện đang sở hữu 197 điểm bán, 121 cơ sở nhượng quyền trên cả nước. Để có được những thành công ban đầu đó phải kể đến quá trình cố gắng của nhà sáng lập. Vì sao mà Hải lại quyết định là xây dựng thương hiệu cho một chiếc xe đẩy bán bánh mì ở trên vỉa hè? Khi tụi em tìm hiểu cái mô hình xe đẩy vỉa hè của toàn bộ cái thị trường á, mình nhìn thấy một cái lỗ hổng mà gần như các xe đẩy vỉa hè ta chưa làm. Đó làm thế nào đó để từ hình ảnh những xe đẩy đó mình làm nó chuyên nghiệp hơn, nâng cấp nó lên để làm sao để tạo ra một cái chất lượng dịch vụ 5 sao nhưng mà ở ngay hè phố. Vậy trong quá trình xây dựng thương hiệu thì đâu là bài học quan trọng nhất mà Hải đã rút ra được? Thứ nhất là chất lượng của mình là vẫn là hàng đầu. Khi chất lượng mình ổn rồi thì dần dần á, khách hàng người ta sẽ tới thường xuyên và người ta cảm thấy tin tưởng hơn. Còn thương hiệu cũng chẳng qua như một cái áo ở bên ngoài thôi. Thì mình đã đẹp sẵn thì mình khoác lên cái áo nào nó cũng đẹp. Cuối năm 2016, từ những thành công bước đầu trong việc xây dựng và định vị thương hiệu, bánh mì Má Hải quyết định mở rộng kinh doanh bằng việc tăng số lượng điểm bán hàng. Tưởng chừng đây sẽ là bước ngoặt lớn, thế nhưng lại vấp phải lỗ hổng trong kinh nghiệm quản lý và điều phối, khiến con đường này rơi vào tình trạng khủng hoảng. Câu hỏi đặt ra là làm sao để giải quyết được nhu cầu mở rộng kinh doanh và mô hình kinh doanh nhượng quyền ra đời từ đó. Bản thân các cửa hàng mình tự mở còn đang quản lý gặp trục trặc mà mình lại quyết định là cho nhượng quyền, đó có phải là quyết định liều lĩnh không? Quyết định này thì cũng phải suy nghĩ rất là dài. Thì liều lĩnh thì em nghĩ cũng không liều lĩnh đâu. Quan trọng là mình có đủ bản lĩnh để mình làm hay không thôi. Thì khi mà câu chuyện của mình là mình không quản lý nổi, tại vì mình có quá nhiều. Còn đối với khách hàng của tụi em á, thì mỗi người chỉ có một điểm bán thôi. Và câu chuyện là họ bán, họ lấy thu nhập của họ. Cho nên là luôn cố gắng hết sức hơn lại tâm thế mình đi làm cho người khác. Thế thì khi mà các bạn quyết định nhượng quyền như vậy thì đã có kiến thức về kinh doanh nhượng quyền khi đó chưa? Cái lần đầu mình làm á, thì gặp rất là nhiều trục trặc về vấn đề cam kết, rồi hợp đồng, rồi phí nhượng quyền, rồi vấn đề mà giao nguyên vật liệu. Nhưng mà sau những cái thất bại ban đầu, rồi chỉnh cứ khách hàng đầu tiên xong chỉnh lại, thứ hai, thứ ba, chỉnh dần. Thì sau khoảng thời gian mình điều chỉnh như vậy thì mình cũng chọn được cái một mô hình nó phù hợp để mình làm nhượng quyền. Nãy giờ trao đổi thì cũng chưa có cơ hội để mời chị dùng thử bánh mì Má Hải. Thì bây giờ xin mời chị cùng ra tham quan thử cái mô hình của chúng em nhé. Chị Hiền ơi, bây giờ chúng ta cùng tham quan một cái điểm bán của bánh mì Má Hải nhé. Đây là mô hình kiosk của chúng em ở thời điểm hiện tại. Bánh mì Má Hải xin chào. Xin chào các bạn. Xe đẩy vỉa hè là mô hình mà startup này theo đuổi từ những ngày đầu thành lập. Tuy nhiên, bài toán kinh doanh cũ xuất hiện những dấu hỏi mới. Xe đẩy chỉ bán được trong giờ cao điểm buổi sáng và tính ổn định của mô hình không cao do thời tiết hay chính sách của thành phố. Trước những trăn trở đó, buộc startup này phải nhanh chóng tìm lối đi mới. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch phát triển thương hiệu của bạn đúng không? Hiện tại thì tụi em đang thí điểm cái mô hình này. Thì khi tụi em làm như vậy thì tụi em cảm thấy là con đường này là con đường đúng đắn hơn và nó giúp tụi em phát triển nó dài hạn và bền vững hơn. Bên cạnh một số cái lợi thế đó thì chúng ta cũng phải đề cập đến cái yếu tố cạnh tranh. Rất nhiều những thương hiệu bánh mì trong cửa hàng đang tồn tại. Vậy thì các bạn sẽ giải quyết bài toán cạnh tranh như thế nào? Dạ, thì hiện tại đối với thị trường bánh mì á, thì tụi em đầu tư bài bản hơn về vấn đề thương hiệu. Cái thứ hai là quy trình làm việc. Và cái thứ ba là phong cách phục vụ, nó sẽ nâng cấp hơn so với đối tượng đó. Cho nên em nghĩ đó là một trong những lợi thế rất là lớn so với hệ thống truyền thống. Mô hình có thể thay đổi nhưng tinh thần, ngọn lửa nhiệt huyết thì lúc nào cũng được giữ nguyên. Và xin chúc cho thương hiệu bánh mì của các bạn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Và trong tương lai chúng tôi sẽ được ghé thăm thật nhiều cửa hàng của các bạn.